nhiêu đồ chay luôn. Ngày nào bán chay ha. Đúng rồi, chị Thảo chị đứng ở đối diện chợ Phú Lâm. Đây mọi người nhìn nha, chợ Phú Lâm này ha. Trước thì đứng xịt phía chợ trên kia một xíu, nhưng mà chị không biết là chị giờ về đây khi nào luôn, mình cũng bất ngờ luôn mọi người. Bởi vì lâu lắm rồi mới ghé ở đây. Đây hộp đây nhiêu chị? 20 bạn ơi. 20 ngàn hộp đây hả? Đúng. Ủa, rồi giờ, hả? Chị chờ về đây lâu chưa chị? Dạ được 1.5 tháng rồi. Tháng rưỡi hả? Chia tay chỗ kia rồi hả? Chia tay chỗ kia rồi cũng chia tay bán mặn luôn. Chia tay bán mặn luôn. Chị này chị có duyên bán chay, bởi vì hồi trước quay có mấy lần chị cũng kêu là thích bán chay thôi, nhưng mà chưa đủ duyên, bây giờ là đúng rồi, đủ duyên rồi. Bây giờ là đứng ngay chỗ đường Tân Hòa Đông, nhưng mà địa chỉ 62 Tân Hòa Đông nha mọi người. Bán bún chay, bún xào, mì xào, miếng xào luôn bạn ơi. Miếng xào nữa. Đây. Trả lại 20 ngàn. Vậy là chị bán cả tuần? Bán suốt mỗi ngày luôn. Đem về nhà. Tiền. Miếng xào, miếng xào, miếng xào. Thì đi ngang cái chỗ chị bán tủ trên, mình cứ nhìn vô biết mà không có thấy. Không thấy đồ ok. Đi. Đây có. Đây nó tương bún hả ta? Dạ giòn. Bún hả nào? Đây là gọi là hủ kỳ hả chị? Đúng rồi, cân tàu hủ kỳ. Là chay ớt không bạn ơi? Ớt không? Đồng giá 20 ngàn. Ủa rồi, thấy cô cậu có nước tương chưa vậy? Chưa có đó. Có rồi. Đây, gửi cho bạn gái. Đây bạn ơi, cho gửi. Em miếng là 4 cân 2 đồng. Rồi, hộp miếng không lấy tờ hủ kỳ. Này, mấy giờ bán chị không? Bán sớm lắm, 5 giờ mấy 6 giờ là có rồi. Sớm quá ha. Tại vì mình bán cho mọi người ăn đi làm mà. Sao tự nhiên cái chia tay muốn mặn này sao? Bán lâu năm thiệt, thật sự là nhiều người thích cái món chị đó, tự nhiên chị chia tay. Tại vì lúc sau bán hết duyên rồi. Bán chậm lắm. Dạ. Nấu lên nồi bán nửa nồi cho nên giờ không bán nữa. Vậy đó ha. Dạ. Mà chuyển qua cái địa điểm mới thì nhiều người cũng chưa biết không? Nói chung là lật sang trang mới. Dạ. Lật sang trang mới. Cái hộp này chị làm một hộp gì nó nhiều quá ha. Đúng rồi, mình làm cho mọi người ăn no mà. Dạ. Phước thiện đâu xa xôi, cho mọi người khách mình đi. Dạ 30. Là 5 cuốn là 30. Có ăn hết không? Là 6.000 cuốn. Dạ 6.000 cuốn. Đây cho bạn gái ngoài kia luôn. Đây bạn ơi cho mình gửi, cảm ơn nha. Ngoài kia cuốn xào mì xào, miếng xào thì có gọi cuốn chay. Cái đó là bì cuốn cưng. Bì cuốn hả? Bì cuốn. Ồ. Bì cuốn chay. Gọi cuốn là có bún, còn cái này không có bún. À ha. Cái này bì cuốn. Bì cuốn. À. Đây chị đứng đây nè. Ở cái tủ của chị đó. Rồi trước thì đây gửi bác nè bác ơi. Sau đó thì có vẻ là hết duyên rồi. Cay không bạn ơi? Bữa nay còn nghỉ lễ cho nên là cái đường này nó còn có tấp nập lắm ha. Mặc dù là cái bây giờ là cái giờ cao điểm tấp nập lắm. Ơi bún miếng bạn ơi. Hai hộp cái chân giò xí hai hộp miếng hai bún vậy bạn.
Rồi, hai hộp. Ô trời ơi, gái đẹp. Gái đẹp. Rồi. Cho bạn gái bên đây. Bạn kia. Bún mì. Để em vòng qua lấy cho khỏi đi qua. Ờ, cho nhiều ngọt. Chạy đi, cứ ngồi xe đi. Chạy tới chạy lui cho giống người bán. Lấy đầy nhóc luôn đó. Nè nè cho em nó. Chị Lân hai hộp hả chị Lân? Dạ là ngày nào cũng bán món này thôi ha. Đúng rồi, ngày nào chị Thảo cũng bán món này hết á cưng. Bây giờ chị Thảo thì cũng có thiếu nấu ăn mấy cái món này nấu cũng ngon lắm. Tới cái lúc mà bán xe rồi sau xuyên kinh tế đó thì kinh tế nó khó khăn rồi, cũng nhiều người tự nổi qua cái giai đoạn sau bệnh sau kinh tế nó không đi ngoái nữa, cái này cũng đúng nhiều thời. Thôi hồi còn quán trên kia là cứ ngày chay gì cũng bán chay ha. Đúng rồi, ở trên kia chị bán tháng 4 ngày. Cái gì vứt lung tung? Không sao đâu. Người nhà không mà không sao đâu. Cái phía trong là rau xào ha. Đúng rồi, cưng rau. Dạ. Chưa. Con gửi cho bà. Con giữ đây để gửi cho bà cho. Dạ. Ba cái hành hắn rồi một cái giò giò rồi. Đậu phụ, rau thơm, ớt. Và bún mì luôn. Người ta cho con. Rồi con không có ở không, con làm. Cho nên con biết bà thích ăn, cho nên con chuyển cho bà. Mới 30 luôn. Bún mì luôn hả em? Cân bị cuốn. Bị cuốn. Nay chở nhiều thứ dữ người ta. Ba hệ, ba hệ. Ba hệ. Rồi, bún. Dạ đúng rồi. Dạ nghe, đợi em xíu. Đó, bây giờ khách hàng yêu cầu để đồ ăn riêng nè. Cho nên lại làm theo khách hàng nè. Quán bên kia là
chị Thảo bán được nhiêu năm rồi chị Thảo? Trên kia bán 6-7 năm gì vậy? 6-7 năm hả? Cái này là ta về ta tắm ao ta nè. Ngày xưa mới ra bán. Dễ.